Mọi người ơi, hôm nay mình làm một món ăn, đó là món cá nục rim tỏi ớt nha mọi người. Thì cái món cá nục này, rim tỏi ớt mình làm trông rất là đơn giản, dễ làm, ngon lắm mọi người. Rồi mọi người muốn biết mình làm cái món cá nục rim tỏi ớt này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món cá nục rim tỏi ớt này nha mọi người. Trông rất là ngon và hấp dẫn. Vào bếp thôi mọi người ơi. Hai, kênh Vlog Bí Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món, đó là món cá nục rim tỏi ớt. Thì cái món cá nục rim tỏi ớt này mình có cá nục này mọi người, cá nục trông rất là tươi và rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái cá nục này để đi rửa sạch, làm sạch, và sau đó thì mình đem đi luộc sơ qua để mình lấy thịt bỏ xương nha mọi người. Chế biến cái món cá nục rim tỏi ớt này như thế nào, rồi bây giờ mình mọi người cùng mình vào bếp để đi rửa cá và làm cái món cá nục này nha mọi người. Mình đem cá đi rửa và làm cá sạch nha mọi người. Mình có chuẩn bị cái nước để cho cá vào rửa nha mọi người. Cá này mình đem đi luộc sơ, rồi mình tách xương, lấy thịt thôi nha mọi người. Rồi bây giờ mình rửa cái cá này cho sạch. Sau khi cá mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình đem cá này đi luộc nha mọi người. Mình luộc để mình tách lấy thịt đó cho nó dễ mọi người. Mình luộc đừng để chín quá, mình vừa sôi lên là mình tắt lò, mình để lấy thịt thôi. Có chuẩn bị cái lò nước, mình bấm lò. Sau khi nước sôi thì mình thả cá vào nha mọi người. Rồi bây giờ mình thả cá vào, mình luộc để cho cá nó chín tới một chút, mình vớt ra. Cá sau khi nó sôi lên rồi mọi người, nó cũng chín nè mọi người. Bây giờ mình tắt lò để nguội, rồi mình bóc lấy thịt nha mọi người. Cá tươi làm trông rất là ngon. Mình tắt lò, bây giờ mình vớt cái cá này ra để nguội nha mọi người. Mình vớt cái cá này ra để nguội rồi sau đó thì mình bóc lấy thịt nha mọi người. Mình sẽ gắp bằng đũa cho nó đỡ nát nha mọi người. Mình vớt cho hết cái cá này ra. Cá thì mình cũng đã vớt ra rồi mọi người. Bây giờ mình để cho cái cá này nguội rồi mình bóc lấy thịt nha mọi người. Nhìn trong cá tươi luộc ra trong cái thịt nó rất là thơm luôn, rất là ngon mọi người. Rồi bây giờ mình để cho nguội rồi mình bóc cá đó nha mọi người. Mình lấy thịt nha mọi người. Đây này mọi người, mình tách ra mình lấy cho hết cái thịt cá nha mọi người. Mình luộc sơ qua mình lấy rất là nhanh mọi người à. Đây nè mọi người. Rồi bây giờ mình lấy cho hết cái thịt cá nha mọi người. Cá trông rất là ngon. Rồi mọi người, mình bóc thịt cá ra trông rất là ngon không mọi người. Rồi bây giờ mình tiếp tục bóc cho hết cái thịt cá này ra cái đĩa. Cá sau khi mình tách lấy thịt rồi này mọi người, trong cái cá của mình trông rất là ngon luôn mọi người. Nhìn cá hấp dẫn kia này. Mình tách bỏ xương hết luôn nha mọi người. Mình lấy sạch xương luôn đó mọi người. Rồi bây giờ cái cá mình đã tách lấy xương ra rồi. Bây giờ mình đem cái cá này bỏ vào cái lò nướng. Mình để mình chiên sơ qua đó mọi người. Cái lò chiên không dầu mọi người. Mình chiên qua để cho cái cá nó giòn. Cá này thì cũng đã xong, bây giờ mình đem bỏ vào cái nồi chiên không dầu á. Mình chiên sơ qua để cho cá giòn ngon hơn nha mọi người. Rồi sau đó thì mình mới làm cái món cá rim nha mọi người. Chuẩn bị cái nồi chiên không dầu. Bây giờ mình cho cá vào nha mọi người. Mình cho hết cá này vào để mình đem chiên. Mình rải cá ra cho nó rõ, mình chiên cho nó giòn nha mọi người. Cá trông rất là ngon luôn, cá nục rất là tươi nha. Rồi mình về mình làm, mình rút xương như vậy á, rồi mình đem bỏ vào cái nồi chiên không dầu nè. Mình chiên sơ qua để cho cái cá nó giòn nó ngon. Rồi sau đó thì mình mới đi rim hoặc là mình đi cháy tỏi. Mình muốn làm cái gì thì nó ngon lắm mọi người. Mình tẩm gia vị ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ mình cho cá vào cái nồi chiên không dầu, mình bấm nút nha mọi người. Mình bấm nút hẹn giờ đến cho cá chín vàng rồi xong mình đem cá ra nha mọi người. Bây giờ mình đẩy lò vào nha mọi người. Mình bấm nút rồi mọi người đợi cho cá chín rồi mình lấy cá ra nha. Rồi cá thì sau khi mình bỏ vào cái lò mình chiên không dầu
mình kéo lò ra để xem cá như thế nào nha mọi người. Đây này mọi người, mình cho vào cái lò chiên không dầu mình chiên thì cá nó vàng trông rất là ngon luôn. Bây giờ mình bưng cá ra để mình đi làm cá nha mọi người. Cá trông rất là ngon, vàng, nhìn cái miếng cá nó khô, nó cứng lại, nó không có bị mình rim á, nó không có bị bể mọi người à, giống như cá khô vậy mọi người, trông rất là ngon. Rồi bây giờ mình múc cái cá này ra đĩa nha mọi người. Mình múc cái cá này ra đĩa xong mình đi chiên cái cá này. Mình đi cho gia vị vào cái cá. Mình múc cho hết cái cá luôn nha mọi người. Wow, nhìn ngon quá mọi người ơi. Cá mình đã cho ra đĩa rồi mọi người, trông rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chuẩn bị cái gia vị để làm cái cá nục này nha mọi người. Sau khi thì cá cũng đã chín rồi, mình cho ra đĩa này mọi người. Rồi mình cũng để cái gia vị vào đây để quay và nói sơ qua cho mọi người biết để mình làm cái món cá này dùng cái gia vị nó như thế nào nha mọi người. Thì gia vị là mình có mắm nha mọi người, ớt đó là mình tương ớt mình đã làm sẵn rồi, tỏi thì mình đã băm nhỏ rồi mọi người, và mình chuẩn bị một ít đường vàng, và cái đây là me này mọi người, me, nước sốt me và ớt ớt khô. Mình đã chuẩn bị hết cái nguyên liệu ở đây, trưng bày ra ở đây hết rồi mọi người. Bây giờ chỉ cần bắt tay vào để làm cái món cá nục này thôi mọi người. Cái món cá nục này trông rất là ngon lắm mọi người ơi. Mọi người mua con cá nục này về làm ăn cái kiểu này nó không ngán mà ăn rất là hao cơm luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người vào bếp để làm cái món cá nục này nha mọi người. Gia vị đầy đủ, cho cái chảo lên lò. Bây giờ mình bấm lò nha mọi người. Mình để cho cái chảo nóng rồi mình cho dầu ăn vào nha mọi người. Sau khi thì chảo của mình cũng đã nóng rồi, bây giờ mình cho dầu ăn vào nha mọi người nhé. Rồi bây giờ mình chén cái chảo ra để cho dầu nó nóng đều. Mình cho tỏi vào nha mọi người nhé. Sau đó mình chảo đều. Tỏi của mình hơi vàng tới rồi. Sau đó thì mình đổ tương ớt vào nha mọi người. Mình cho cái tương ớt này vào. Cái tương này cay lắm mọi người, làm cay ăn ngon mọi người nè. Rồi sau đó thì mình cho một ít đường vào. Rồi sau đó nữa thì mình cho một ít mắm vào nha mọi người. Kế tiếp là mình cho một cái chén nước me nha mọi người. Nước me này là mình làm nước sốt này. Bây giờ mình cho cái ớt khô vào luôn nha mọi người. Mình đảo đều nha mọi người. Nước sốt trông rất là ngon mọi người nha. Mình cho một ít hạt nêm vào luôn nha mọi người. Rồi mình đảo đều và đặt nước sốt mình trông rất là ngon mọi người. Rất là thơm mùi tỏi, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Rồi vậy là nước sốt của mình vừa ăn rồi nha mọi người. Bây giờ mình cho cá vào luôn nha mọi người. Bây giờ mình đổ cá vào cái nước sốt nha mọi người nhé. Nhìn cái nước sốt trông rất là ngon quá. Rồi bây giờ mình đảo đều cho cá nó thấm gia vị nha mọi người. Cá mình bỏ vào cái nồi chiên không dầu á, mình chiên cá nó rất là ngon mọi người à. Rồi vậy là mình đã có một cái món cá nục riêng tỏi ớt trông rất là ngon và hấp dẫn mọi người. Tỏi ớt thơm quá mọi người, nhìn ngon và hấp dẫn quá mọi người ơi, thơm quá mọi người. Mọi người ơi, cá nục ớt mình về mình chế biến cái kiểu này ăn trông rất là ngon, giống như cá khô vậy mọi người. Giống như cá khô một nắng gì đó mọi người, trông rất là ngon nha. Mình đảo đều để cho cá nó thấm nha. Mình không dám đảo mạnh, mình sợ cá nó bể. Nhưng mà không có bể đâu mọi người, tại vì cá này mình nướng á, con cá nó cứng lại rất là ngon luôn mọi người. Nhìn trông rất là hấp dẫn và ngon quá thôi mọi người. Mình quay gần cho mọi người xem cái món cá nục riêng tỏi ớt. Trời ơi, nghe cái mùi mà muốn ăn luôn á mọi người.
tôm, tỏi, ớt. Trời ơi, những cá rất nhỏ mọi người ơi. Ăn với cơm là tuyệt vời. Như cá của mình thì cũng đã chín và kẹo lại rồi, trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Cái món này là bao ngon nha mọi người, bao ngon bao hao cơm luôn á mọi người, nhìn trông rất hấp dẫn quá. Bây giờ mình cho ra cái đĩa để mời mọi người cùng ăn nha, cùng thưởng thức cái món cá riêng, cá lục riêng tỏi ớt, trông rất là ngon và hấp dẫn. Mình có chuẩn bị cái đĩa nha mọi người. Bây giờ mình múc cá đây nha mọi người. Đây cái chảo cá của mình trông rất là ngon. Bây giờ mình múc cá đây nha mọi người nhé. Wow, nhìn ngon quá mọi người ơi, hấp dẫn quá mọi người ơi, nó thơm tỏi ớt cực kỳ là ngon nha mọi người nha. Mình làm cá nục tươi nhưng mà ra cái miếng cá nó giống như cá khô luôn mọi người, trông rất là ngon nha, giống cá khô một nắng luôn mọi người, nhìn trông rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ bới một chén cơm để mời mọi người cùng mà thưởng thức cái món cá nục rim tỏi ớt. Rồi bây giờ mình đã múc xong. Sau khi cá của mình đã ra đĩa rồi, trông rất là ngon và hấp dẫn quá mọi người. Mọi người xem con cá của mình nhìn rất là ngon nha. Trong bữa ăn mà có một cái đĩa cá như vậy thì thôi rồi, khỏi nói luôn mọi người, trông rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng ăn cái món cá này và thưởng thức với mình nha. Mình có chuẩn bị một cái chén cơm trắng nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người dùng cơm trắng với cá này với mình nha mọi người. Cơm trắng, dưa leo, mà mình quên bỏ dưa leo ra rồi mọi người. Thôi bây giờ mình tạm thời quay mời mọi người ăn cá với cơm nha mọi người nha. Ôi ôi, nhìn hấp dẫn quá mọi người. Mình cho cái miếng cá vào. Wow, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình sẽ gắp một miếng cá với cơm. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn thử với mình nha. Nó ngon gì đâu mọi người. Cái vị cá nha, thơm mùi tỏi, cay mùi ớt, chua chua ngọt ngọt, củ me, thật kỳ là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình sẽ gắp thêm một miếng cá nữa đây. Ngon quá mọi người. Có một đĩa rau luộc hoặc là rau sống hoặc là dưa leo, thật kỳ là ngon luôn nha. Mình quay thì mình không có bỏ dưa leo ra nên mọi người ăn thì mọi người ăn thêm dưa leo vô sống cho nó ngon nha mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người. Wow, nó ngon gì đâu mọi người, cực kỳ là ngon luôn nha. Rồi mình đã mời mọi người cùng ăn cái cơm với cá rim tỏi ớt, cực kỳ là ngon luôn. Món này bao ngon bao hao cơm nha mọi người nha, cực kỳ là ngon luôn. Ngon quá mọi người, nó cay, ăn nó đã lắm mọi người. Rồi mọi người nếu thấy món cá này ngon thì mọi người hãy bắt tay vào làm ăn thử nha mọi người. Mùa này cá nục trông rất là nhiều, rất là tươi và ngon mọi người à. Mùa này thì cá cũng rẻ mà còn tươi nữa mọi người, vừa rẻ mà vừa tươi nữa nha. Còn những cái lúc mà không có phải là mùa của nó đó, nó vừa mắc mà nó vừa không có tươi, nó không ngon. Mọi người hãy tận dụng cái mùa này để mua những con cá này về chế biến, nó rất là nhiều món, làm ăn rất là ngon luôn mọi người. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ làm cái món cá nục rim tỏi ớt, trông rất là ngon. Thì cái món cá nục của mình thì cũng đã xong, thử mời mọi người cùng thưởng thức với mình. Thì mọi người nhìn thấy sao, mọi người thấy cái món cá này được không mọi người, ngon không mọi người? Nếu như mọi người thấy ngon thì mọi người hãy ủng hộ cái video của mình nha mọi người. Mọi người xem, mọi người cho mình một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.